sao để khuyên bảo người thân theo nam tông những câu hỏi như thế này thì sư đã trả lời rất là nhiều ờ, chúng ta phải xét coi coi là cái 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 đối tượng á làm um, cái người uh, thuốc căn tánh nào ví dụ như người uh, tham nhiều á, nặng về tham á thì mình rủ họ đi làm phước ừ. làm phước Ờ, rồi trong các buổi làm phước ví dụ như cúng dường ca tăng hoặc những buổi lễ dân y chẳng hạn thì nó có các tiết mục mà uh, giảng pháp ấy, ấy, rồi nghe tôi thấy rất là lạ đó là nhiều người họ chỉ chờ đến cái phần tụng kinh này, ví dụ như là trẻ tăng ấy, uh, tới lúc mà tụng kinh họ mới có mặt thôi tại vì họ nghĩ là tụng kinh có mặt thì nó có phước còn cái kiểu mà tới cái hồi mà nghe nghe pháp á họ né giống né giống như là uh, yêu uh, yêu ma mà sợ uh, chú vậy đó thì cái đó là cái bất lợi cho họ bất lợi cho họ bởi vì cái phần mà tụng uh, chư tăng tụng kinh đó, nó chỉ đơn giản là chư tăng cảm ơn quý vị thôi ừ. còn cái phước mũ vị nhận được á một là khi quý vị uh, cúng dường quý vị nhận được phước hai là khi quý vị nghe pháp quý vị tùy hỷ quý vị nhận được phước còn cái lúc mà chưa tăng tụng kinh á nó mang tính chất là cảm ơn chứ không có cái kiểu mà chưa tăng là có một cái cục phước như vậy nè đó rồi tụng kinh đó rồi đem cục phước đó đó nhét vô trong cái thào nước ha rồi nước phun 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 là quý vị hưởng cái cái cục phước đó không có chuyện đó nha không có chuyện đó nha rồi, hoặc là chưa tăng có cái cục phước giữ trong giữ trong bụng á để tới hồi mà tụng kinh đó là phước nó văng vô mặt quý vị thì cái chuyện không có nha, xin thưa à, mình phải hiểu cho nó rõ ràng à, thì khi đó mình mới có phước đấy à, đó là đối với cái người mà nặng về cái tánh tham à, còn đối với cái người à, mà cái à, cái căng, hoặc là cái người mà tính đức tin nhiều đó, thì cũng có thể áp dụng cách này à, rồi à, còn đối với cái người uh, mà phục vụ siêng phục vụ á tức là nghe pháp thì nó mòn mòn mỏi nhưng mà uh, buồn ngủ thì ngủ thì nhiều chứ còn nghe không bao nhiêu thì thôi cái kiểu đó thì đi công quả chỗ nào cũng dày uh, cái kiểu thích công quả đó uh, nhưng mà còn ba cái chuyện mà cúng dường nghe pháp thì để qua một bên thì uh, chùa nào cũng là chùa, chùa nào cũng là chùa. Ừ. Rồi gần gũi uh, mấy ông sư thì, thì có khi nói cái câu này câu kia nó cũng vỡ, nó cũng vỡ ra vấn đề. Uh, nhưng mà cái này nó cũng khó lắm. Uh, riêng cái người mà quý vị thấy là căn tánh trí thì chúng ta nên khuyên uh, học giáo lý, uh, học giáo lý. Tôi thấy rất là lạ là uh, Phật tử chúng ta rất là học giáo lý, học giáo lý, à, đặc biệt là học kinh tạng, học kinh tạng chứ còn ba cái bài pháp lẻ thì <laughs> dành cho những người mới thôi. Như còn nghe nhiều thì nó cũng như đó. À. Đấy, rồi um, bản thân sư thì cũng nhờ nhờ những lớp kinh tạng, nhờ những lớp kinh tạng mà sư có được chánh kiến và sư có cái nền móng trên cái đường tu cho nên sư đề nghị quý vị là có thể tham gia những lớp kinh tàng ha ờ, hoặc là cái những buổi vấn đáp như vậy nè nó cũng nó cũng được ờ, ví dụ như là có những cái câu hỏi những cái thắc mắc gì mà người nhà quý vị mà hay thắc mắc cứ quăng lên trên đây quăng trên đây ngu nghe nghe ngô gì thì nó cũng cũng đưa không sao hết Uh, tuy nhiên trước khi hỏi thì uh, tìm trong cái danh sách những câu hỏi đã được sư trả lời đó ha? rồi mở ra xem sư đã trả lời rồi thì không cần phải uh, hỏi lại nữa ha cứ mở ra thẳng đó mà xem uh, riêng cái người mà cái kiểu mà cái cái cái, cái tâm si họ nó nặng uh, uh, kiểu mà Họ ăn bị người ta nhồi nhét bị người ta nhồi sọ bị người ta tẩy não là uh, nam tông á, là mạ khô giống thúi là cái gì đó nó hạ liệt là cái gì nó thấp kém thì uh, quý vị tránh uh, uh, khoan được có đề cập cái nam tông nam thiết gì hết trơn hay chơi rồi ừ ờ uh, và đối với những hạng người này thì sẽ nhắc sẽ nhắc chừng đó là gì đừng có bị những cái ảo giác đánh lừa đừng có bị những cái vấn đề tông phái đánh lừa bởi vì uh, như xin nói đó cái người tên nam nó không không nhất thiết là nó phải là đàn ông đâu. Chẳng qua nó sanh nó sanh ra là cái giới tính cái giới tính nam, đặt ra là tên nam chứ có khi nó, nó ẻo lả, nó bóng nó, nó bóng lưỡng thì uh, uh, nó vẫn tên nam như thường đấy. hoặc uh, 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 là sẽ thấy là có có người đặt uh, sanh ra là nó, uh, giới tính nữ cho nên là đặt đặt tên là nữ đặt tên là nữ có nhà có 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 người tên là nữ nhưng mà tới hồi sư đi làm thì sư thấy cái cái chị nữ này thì mình kêu là anh nữ thì người ta vui hơn cái kiểu như vậy đó à, cho nên là cái tên không có giải quyết vấn đề hả chẳng qua là khi mà sanh ra thì giới tính làm sao thì người ta gọi là như vậy thôi đấy à, cho nên là cũng đừng có thấy cái ông sư mà ổng đắp cái tấm y rồi mình nghĩ nghĩ ông tranh kiến á Ờ, có khi ông chỉ đơn giản mà nam tông chứ không, không có nguyên thủy có khi ông chỉ là ông sư nam tông chứ không phải ông sư nguyên thủy quý vị phân biệt quý vị hiểu được cái câu đó thì xin mừng đây ờ, tức là có những người họ chỉ đơn giản là bè phái thôi ờ, rồi rồi có những vị mà đắp y nam tông nhưng mà họ lại là một thầy tu nguyên thủy ừ đắp y bắt tông nhưng mà thầy tu nguyên thủy uh, sư có một vài cái một vài cái tên mà sư đề nghị uh, ví dụ như uh, sư xem như là một cái bước đệm đi một cái bước đệm mà nếu như mà những vị đó là chỉ thích Phật giá phát triển bắt truyền thôi uh, thì có thể đi theo một đi theo thầy thanh từ ha. uh, hai là đi theo thầy uh, thiện tuệ sư sư hạnh tuệ ông thầy ông thầy thiện, thiện tuệ thì thầy thiện tuệ thì được được một cái sự rất là kính rất là trọng rất là trọng vị này ai đệ tử đệ tử vị này làm ơn đừng có đem cái 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 này bát qua bên kia nó, nó kỳ lắm nha giống giống như mèo khi mèo dài đuôi thì nó kỳ lắm tức là vị này khi mà giảng pháp á có một cái thái độ có cái thái độ, độ sư rất là quý đó là gì sợ giảng sai nói sợ sai mà một vị pháp sư á mà thứ nhất á, là ráng có cái lòng mà muốn cho người khác có chánh kiến hai là sợ người ta hiểu sai á và sợ mình giảng sai thì, thì cái người như vậy thì rất là đáng quý ừ. thì quý vị có thể um, xem đó là cái bức đệm xem đó là bức đệm rồi dần dần á dần dần rồi khi nào mà duyên nó tới thì nó sẽ tới thôi ừ?